Dựa trên chỉ tiêu pháp lệnh từ trên xuống dưới, doanh nghiệp phải hoạt động theo quyết định của cơ quan nhà nước với pháp lệnh trên mọi phương diện. Mỗi doanh nghiệp sẽ có chỉ tiêu cần đạt theo kế hoạch cấp vốn của nhà nước, ưu đãi sẽ do nhà nước quản lý. Bên cạnh đó, chế tài quy trách nhiệm đối với các đơn vị được cấp vốn nhà nước hầu như không rõ ràng. Điều này khiến cho việc sử dụng vốn kém hiệu quả, vừa làm tăng gánh nặng của ngân sách và nảy sinh cơ chế xin cho. Nền kinh tế được nhà nước quản lý theo chế độ cấp phát và giao nộp. Vậy thì cơ chế kinh tế đó đã ảnh hưởng đến đời sống xã hội ra sao? Hãy cùng trở lại với những câu chuyện đã ẩn sâu trong ký ức của một thế hệ người Việt từng trải qua. Đầu tiên là câu chuyện về tiền tệ. Vào thời kỳ này, hàng hóa trong xã hội không đủ phục vụ cho nhu cầu của người dân, và thậm chí là có những thời điểm hàng khan hiếm đến nỗi người dân phải làm quần quật mà vẫn không đủ ăn, nên khái niệm không làm mà đòi có ăn lúc đó quả thực là một trò cười. Cũng vì vậy, nhà nước phân phối hàng hóa dựa vào hệ thống tem phiếu thay vì phát triển giao dịch tiền tệ. Lương đi làm của người lao động cũng được quy ra lương thực và một chút tiền. Bởi vậy, quan hệ tiền tệ hàng hóa không được coi trọng mà quan hệ bằng hiện vật chiếm vị thế chủ đạo. Nói chung, đồng tiền vào thời kỳ này không có nhiều giá trị sử dụng. Qua từng giai đoạn, khi chế độ tem phiếu trở nên rộng khắp thì đồng tiền cũng mất giá dần. Ví dụ, nếu lấy tiền lương năm 1978 làm chuẩn, thì năm 1980 số tiền lương này chỉ còn 51,1% và đến năm 1984 chỉ còn 32,7%. Nói chung, tiền lương lúc đó theo đúng nghĩa đen là 3 cọc 3 đồng. Sau thống nhất đất nước 30 tháng 4 năm 1975, tiền lưu hành ở Việt Nam mất giá và được đổi thành tiền giải phóng như miền Bắc. Đến năm 1978, sau khi nhà nước ổn định và thống nhất về tài chính, tiền Việt Nam tiếp tục thay đổi. Ở miền Bắc, một đồng giải phóng đổi một đồng thống nhất. Ở miền Nam, một đồng giải phóng đổi 8 hào thống nhất. Năm 1985, trước diễn biến phức tạp của nền kinh tế và tình hình khan hiếm nghiêm trọng tiền mặt trong thanh toán, nhà nước công bố đổi tiền theo